Làm cách nào để có thể phân biệt được sự khác nhau giữa từ can và từ can't? Từ này đọc là can, có nghĩa là có thể. Còn từ này đọc là can't, có nghĩa là không thể. Bạn nào mà chưa biết cái ký hiệu phát âm này thì nó đọc là E và mở mồm chữ A. E. Nó không phải là E và nó cũng không phải là A, mà là E. Can, can't. Các bạn có thể thấy được là cái sự khác nhau giữa hai cái từ này nằm ở âm tiết cuối. Đấy, từ bên này có chữ T cuối cùng nên đọc là can't. Còn từ bên này không có chữ T nên đọc là can. Mặc dù mọi người có thể nhìn thấy được cái sự khác biệt rõ ràng như vậy, nhưng khi nghe người bản xứ nói chuyện với nhau, các bạn sẽ nhận thấy rằng khi họ phát âm cái từ can't ở bên này này, họ sẽ thường nuốt cái chữ T vào bên trong, khiến cho các bạn không nghe ra được chữ T và thường bị nhầm lẫn giữa từ can't và từ can. Vậy thì làm sao để mọi người có thể nghe được chính xác hai cái từ này? Mình sẽ chia sẻ mọi người một cái tip như này. Đấy là thay vì đọc từ này là can, thì người bản xứ sẽ phát âm nó là can. Ví dụ, I can drink, I can dance, I can sing, I can understand, I can do it. Còn từ bên này thì vẫn đọc y nguyên như phát âm là can't. Ví dụ, I can't swim, I can't cook, I can't bake, I can't go, I can't eat it. Thì các bạn sẽ thấy là từ bên này này, nó sẽ được đọc ngắn lại và nuốt vào trong nhiều hơn để nhấn mạnh cho cái động từ đằng sau hơn. Cũng giống như ở trong tiếng Việt thôi, khi các bạn nói là tôi biết hát đấy, thì các bạn sẽ nhấn mạnh nhiều hơn ở động từ hát. Còn từ biết thì các bạn sẽ nói nó nhẹ đi. Thì cũng ví dụ như ở trong tiếng Anh, I can sing. Trái ngược lại đối với từ can't này, thì chúng ta sẽ nhấn mạnh hơn vào chính cái từ can't đấy, để khẳng định cái sự phủ định của nó. I can't swim. Tôi không thể bơi, tôi không hề biết bơi. Thì các bạn sẽ thấy rằng cái sự phủ định sẽ được nhấn mạnh lên nhiều hơn. Vậy nên cái từ can't sẽ được đọc dài hơn và rõ hơn. Chốt lại, từ này đọc là can, còn từ này đọc là can't. Chỉ cần các bạn đọc đúng được thì các bạn sẽ nghe được chính xác.